Tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, hôm qua, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Các thành viên Thường trực Ủy ban Xã hội và các đại biểu tham dự phiên họp đều cơ bản tán thành với một số nội dung chính phủ trình để sửa đổi luật dược, đồng thời đề nghị làm rõ một số chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp dược. Cho ý kiến về nội dung phát triển công nghiệp dược, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong tán thành với việc dự thảo luật mở rộng nhóm thuốc được ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất và nhóm thuốc được tạo điều kiện thuận lợi về trình tự, thủ tục đăng ký lưu hành. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị cần có quy định cụ thể hơn để thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực này. Thí dụ như ưu đãi về vốn hay là ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi ưu đãi về công nghệ hay cái gì khác, vân vân, thì nó liên quan tới rất nhiều luật khác. Cho nên các cái chính sách ưu đãi để phát triển công nghiệp dược mình phải làm rõ. Đừng nó thấy có cái sinh lợi cao, có mã lực lớn thì các doanh nghiệp hoặc là các nhà đầu tư người ta mới đầu tư. Tôi nghĩ cái này cũng phải tính toán và nghiên cứu thật kỹ. Cái thứ hai là các lĩnh vực ưu tiên ở trong công nghiệp dược này cũng phải làm rõ. Thì thời gian qua cái phát triển công nghiệp dược, đặc biệt là sản xuất thuốc ở trong đất nước, mình có những công nghệ mới gì mình đã tiếp cận rồi trong cái yêu cầu. Và nếu chưa được như mong muốn thì có những cái chính sách gì để thu hút họ đến Việt Nam, họ đầu tư vào ứng dụng các công nghệ này. Cùng quan điểm này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan đề nghị cần rà soát các chính sách hiện hành để có đánh giá loại bỏ những chính sách chưa phù hợp. Chính sách ưu đãi đầu tư, rồi thủ tục hành chính, rồi địa bàn ưu đãi đầu tư, rồi điều kiện ưu đãi đầu tư, những cái này rất là vướng mắc. Tôi chỉ nói ví dụ một cái điểm thôi. Ví dụ như bây giờ các chính sách ưu đãi của chúng ta được ưu đãi là địa bàn ưu đãi là khó khăn và đặc biệt khó khăn đối với phát triển dược liệu. Nhưng bây giờ gần hết các cái địa bàn, các xã của chúng ta là ra khỏi đặc biệt khó khăn gần hết rồi. Mà khó khăn cũng gần như ra khỏi rồi. Bây giờ những cái chính sách này có bảo đảm, có phù hợp để phát triển dược liệu không? Về vấn đề quản lý giá thuốc, các đại biểu đề nghị chính phủ làm rõ quan điểm quản lý theo luật giá hay là có biện pháp quản lý riêng như nghị định trong dự thảo, đồng thời làm rõ nguyên nhân của việc chỉ quy định áp dụng kinh doanh theo chuỗi với nhà thuốc mà không áp dụng với các cơ sở bán lẻ khác, ví dụ như quầy thuốc.